đời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ sáng sáng ta thể chiến cho quê hương. Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc thực hiện. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ dân san ta thể chiến cho quê hương. Vân Hà kính gửi lời chào tới quý khán giả. Hôm nay thứ Tư ngày 12 tháng 7 năm 2017 là buổi phát thanh lần thứ 2251 của đài Đáp Lời Sông Núi. Để mở đầu là phần tin tức, kế tiếp là câu chuyện thời sự do phóng viên Thái Hòa phỏng vấn kỹ sư Đỗ Nam Hải. Theo sau là tiết mục Chuyện nước non mình do quê hương trình bày qua bài Ngược đời. Sau cùng là mục bình luận thường xuyên với bài viết Chuyện chỉ thế thôi do Song Thập dẫn đọc để kết thúc chương trình tối nay. Đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của nhóm cựu Hải quân Việt Nam Cộng Hòa trong danh sách 365 ngày năm 2017. Đồng thời để vinh danh ông Nguyễn Trung Linh, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Với hệ thống Audio Now, chỉ cần bấm số 1712-832-7123, quý thính giả có thể nghe đài Đáp Lời Sông Núi qua điện thoại bất cứ lúc nào, với giá của một cuộc gọi thông thường. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Hoàng Ân và Miên Dương trình bày sau đây. Bạo quyền Huế sẽ đối thoại với Đan viện Thiên An. Bạo quyền tỉnh Thừa Thiên sẽ có buổi gặp gỡ với Đan viện Thiên An nhằm giải quyết việc cưỡng chiếm đất đai để giao cho một công ty tư nhân xây khu nghỉ mát tại vùng đồi núi được mệnh danh là Đà Lạt ở Huế. Trong thông cáo đưa ra vào chiều thứ Hai ngày 10 tháng 7, nhà cầm quyền tỉnh Thừa Thiên cho biết là họ sẽ xem xét các nguyện vọng chính đáng của Đan viện Thiên An, nhưng phải trong cái gọi là khuôn khổ luật pháp cho phép. Thông báo không ghi rõ ngày giờ mở cuộc đối thoại, nhưng Linh Mục Cao Đức Lợi cho biết là buổi tiếp xúc sẽ diễn ra vào sáng hôm nay thứ Tư ngày 12 tháng 7. Ngoài đại diện của Đan viện Thiên An, một số linh mục thuộc Tòa Giám mục Huế cũng sẽ tham dự. Cần nhắc lại là trong hai ngày 28 và 29 tháng 6, Bạo quyền Thừa Thiên đã huy động gần 200 sai nha kéo đến Đan viện Thiên An ở xã Thủy Bằng, đập phá trụ thánh giá và hành hung nhiều đan sĩ, thậm chí còn phong tỏa các lối ra vào khu đồi núi này. Dân Điện Bàn bao vây cô lập nhà máy thép Việt Pháp suốt một tuần qua. Gần một tuần qua, hàng trăm người dân thuộc phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã dựng lều trại và chốt trận trước cổng nhà máy sản xuất thép Việt Pháp để phản đối tình trạng ô nhiễm môi trường sinh sống chung quanh. Người dân cho biết là trong mấy tháng qua, mức độ ô nhiễm và tiếng ồn càng thêm trầm trọng khi nhà máy này tăng thêm công suất hoạt động từ 10 giờ tối đến 4 giờ sáng hôm sau, bất chấp các lời hứa hẹn trước đây là sẽ cố gắng giảm thiểu tình trạng ô nhiễm. Suốt một tuần qua, người dân đã đắp mô ngăn chặn các xe tải ra vào nhà máy. Cần biết là theo lời cam kết trước đây của nhà máy và nhà cầm quyền địa phương, thì đến tháng 6 vừa qua, nhà máy Việt Pháp sẽ rời đi nơi khác để trả lại sự trong lành cho người dân Điện Bàn. Nhưng đến hôm nay, không chỉ không di rời mà còn gia tăng công suất sản xuất, khiến bụi khói và tiếng ồn tràn ngập khắp nơi. Dịch sốt xuất huyết bộc phát mạnh ở các tỉnh miền Bắc. Dịch sốt xuất huyết đang bộc phát mạnh ở các tỉnh miền Bắc Việt Nam, với số người nhiễm bệnh cao gấp 4 lần so với mùa dịch năm ngoái. Tại miền Nam, số người nhiễm bệnh chiếm hơn một nửa số lượng nhiễm bệnh trên toàn quốc, trong khi tại các tỉnh Tây Nguyên thì giảm hơn nhiều so với năm trước. Theo thống kê của Bộ Y tế Việt Nam công bố vào hôm qua, thì toàn quốc hiện có 49.000 người nhiễm bệnh sốt xuất huyết tính từ đầu năm đến nay, trong đó có 14 người thiệt mạng. Một quan chức Bộ Y tế cho biết nguyên nhân bệnh này bộc phát mạnh là do mùa hè đến sớm ở miền Bắc, nên loài muỗi sinh sôi nảy nở nhanh chóng. Tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, toàn bộ 14 phường đều có người nhiễm bệnh với 125 ổ dịch được phát giác. Giới chức y tế cho biết thêm là Việt Nam chưa có được thuốc chủng ngừa hay thuốc chữa bệnh này. Biện pháp duy nhất mà người dân có thể áp dụng là diệt muỗi, diệt lăng quăng và tránh bị muỗi đốt.
Trong khi đó thì giới chức cứu trợ thiên tai loan báo là trong vòng một tháng qua đã có 19 người chết vì mưa to gió lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Tuy nhiên, giới hữu trách đổ tội cho những cái chết này là do người dân chủ quan không cẩn thận nên bị nước lũ cuốn trôi. Trên tàu ở Nam Phi, 4 thủy thủ Việt Nam được cứu vớt. 4 thủy thủ Việt Nam đã được cứu vớt kịp thời sau khi một tàu cá Đài Loan bị chìm tại vùng biển Nam Phi, cách vịnh Richards khoảng 344 hải lý về hướng đông. Chiếc tàu có tên là Sianfu 6 bị lâm nạn vào sáng ngày Chủ nhật 9 tháng 7, nhưng may mắn có hai tàu cá Singapore và Marshall Island đi ngang qua, nên kịp thời cứu vớt 30 thủy thủ, trong đó có 4 người Việt. Tất cả được đưa vào cảng Durban của Nam Phi vào trưa hôm qua, giờ địa phương. Thủ lãnh tối cao quân IS tử trận trong một cuộc không kích của Nga. Phiến quân nhà nước Hồi giáo IS vào hôm qua lên tiếng xác nhận là thủ lãnh tối cao của họ, Abu Bakr al-Baghdadi, đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Nga vào ngoại ô thành phố Raqqa thuộc Syria. Lời xác nhận này được đưa ra gần một tháng sau khi Bộ Quốc phòng Nga loan báo là vị giáo sĩ thủ lãnh IS đã tử trận trong một đợt không kích của Nga vào cuối tháng 5. Theo tình báo Nga thì cuộc không kích diễn ra khi một số chỉ huy quân sự cao cấp của IS đang nhóm họp ở ngoại ô thành phố Raqqa. Một tuần sau khi Nga loan báo tin này, vào hôm 23 tháng 6, Liên minh do Hoa Kỳ cầm đầu ở Syria cho biết là họ không thể kiểm chứng được, lý do là rất nhiều lần phe đồng minh loan tin là al-Baghdadi đã thiệt mạng nhưng tổ chức IS đều phủ nhận. Trong khi đó thì tại miền Nam Thái Lan, một số tay súng đã giả dạng công chức tấn công một gia đình Hồi giáo, bắn chết 8 người, trong đó có 3 trẻ em dưới 15 tuổi, 2 thành viên còn lại bị thương nặng và đang được điều trị tại bệnh viện. Giới chức Thái cho biết nhóm tấn công gồm 6 hay 7 tay súng và các nạn nhân đã bị bắt trói trước khi bị bắn chết. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến thảm án này. Trước những cái chết bất thường của quá nhiều công dân bị bắt vào đồn công an, điều mà hầu như toàn dân Việt đều cho rằng họ bị công an tra tấn đến chết. Kỹ sư Đỗ Nam Hải đã cho biết ý kiến của mình về việc trên như sau. Kính chào kỹ sư Đỗ Nam Hải, tôi là Thái Hòa, Đài Đáp Lời Sông Núi. Rất vui được anh nhận lời nói chuyện với quý thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi hôm nay. Xin kính chào anh Thái Hòa và xin kính chào quý thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi. Tôi là Đỗ Nam Hải, đang phát biểu từ thành phố Sài Gòn, Việt Nam. Thưa kỹ sư Đỗ Nam Hải, tình trạng tự tử ở trong đồn công an ai cũng nghi ngờ rằng công an đã tra tấn họ đến chết chứ chẳng ai tự tử cả. Có nhiều người suy đoán rằng tình trạng đó là do chủ trương của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, nghĩa là nhà cầm quyền cho phép công an được tra tấn người dân đến chết như vậy để tập cho công an hoàn toàn vô cảm trước việc gây đau khổ tận cùng cho người dân, để công an có thể đàn áp người dân một cách dã man theo lệnh của cấp trên mà không còn cảm thấy thương xót hay là bị lương tâm cắn rứt gì cả. Anh nghĩ sao về sự suy đoán ấy thưa anh? Để mà đàn áp người dân, những người đang ở trong tay họ, trong các cái trại tạm giam, tôi nghĩ rằng là chưa có cơ sở. Thế nhưng theo những hiện tượng trong những năm gần đây và những hiện tượng của những cái chết bất thường gần đây á, thì chúng ta thấy rằng rất đáng báo động, rất đáng lo ngại. Tôi chỉ xin nêu 3 cái ví dụ thôi. Cái ví dụ thứ nhất ấy, là trường hợp của ông Nguyễn Thành Ngôn ở Nghệ An, 46 tuổi, bị bắt ngày 6 tháng 2 năm 2017. Ngay buổi chiều tối hôm đó thì bị chết tại cái đồn công an của xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Mà theo công an giải thích thì là do ông Ngôn là xe xỉn nên đã chết do treo cổ trên cửa sổ ở phòng giam bằng cái dây giày. Điều thứ hai nữa là của cái anh Nguyễn Hữu Tấn, 38 tuổi, ở thị xã Bình Minh thuộc tỉnh Vĩnh Long, bị công an địa phương bắt khẩn cấp ngày 2 tháng 5 năm 2017. Thì đến sáng ngày 3 tháng 5, công an ở đây giải thích trong lúc điều tra viên đi ra khỏi phòng, anh Tấn đã lấy từ túi của điều tra viên này một con dao dọc giấy và cắt liên tiếp vào cổ, tự sát cho đến chết. Trường hợp thứ ba nữa là trường hợp của em Nguyễn Hồng Đê, 26 tuổi, ở thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận gần đây. Em bị bắt ngày 6 tháng 7 năm 2017, đến chiều hôm sau thì lại bị chết tại đồn công an. Mà theo thông báo của công an địa phương thì em Đê này đã dùng áo của mình để làm cái dây treo cổ và cửa sổ để tự tử.
Tất cả những trường hợp như vậy đều rất là đáng báo động và đáng lo ngại. Thưa em, trước đây mấy năm không hề có cái tình trạng nhiều người chết bất thường trong đồn công an như vậy. Bỗng nhiên trong mấy năm nay lại xảy ra quá nhiều vụ chết bất thường. Để giải thích về những cái chết bất thường ấy thì phía công an họ nói rằng những người chết ấy là do họ tự tử cách này hay cách khác. Mặc dù ai cũng có thể suy đoán rằng không phải như vậy vì có rất là nhiều điều phi lý ở trong ấy. Vậy thì thưa anh, trong Quốc hội Cộng sản Việt Nam có ai lên tiếng nghi ngờ gì về cái tình trạng có quá nhiều người bị cho là tự tử trong đồn công an hay không? Không chỉ những người dân bức xúc mà cả những đại biểu Quốc hội cũng đã lên tiếng và họ nghi ngờ cái lý do chết trong các cái nhà tạm giữ tạm giam này của công an. Công an giải thích là do tự tử hoặc là do bệnh lý trong tình trạng đáng báo động đó. Nói về cái tình trạng này thì báo Thanh Niên ngày 19 tháng 3 năm 2017 đã đưa tin là Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp đoàn giám sát về tình hình oan sai trong việc áp dụng pháp luật về tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho những người bị tạm giữ tạm giam. Theo đó thì ông Trung tướng Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát về phòng chống tội phạm Trần Trọng Lượng đã trình bày là trong 3 năm từ năm 2011 cho tới 2014 có 226 người chết tại các cái trại tạm giam trên toàn quốc do tự tử hoặc là do bệnh lý. Nhưng mà theo ông Nguyễn Văn Hiện, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, nói là lý do mà cái ông Trần Trọng Lượng đại diện của Bộ Công an trình bày là không thuyết phục và cần phải làm sáng tỏ vấn đề này. Thưa kỹ sư Đỗ Nam Hải, trước tình trạng quá nhiều người chết bất thường bị công an nói là tự tử rất là đáng nghi ngờ này, thì người dân và những người đấu tranh nhân quyền phải làm gì thưa anh? Rõ ràng đây là một cái hiện tượng rất đáng báo động và theo tôi nghĩ người dân cần phải tham gia vào việc giám sát, cần phải tham gia vào việc lên án những hành động có những cái chết bất thường ở trong các trại tạm giữ tạm giam này. Bởi vì rõ ràng đấy là những điều nhân dân chúng ta có quyền nghi ngờ và chúng ta thấy rằng những cái giải thích của công an như vậy là không có sức thuyết phục. Vấn đề chết ở trong cái trại giam thì theo tôi nghĩ chúng ta cần phải lên tiếng tố cáo trước thế giới. Chúng ta phải chống bằng những biện pháp như là chống tra tấn, chống bức cung, chống dùng nhục hình và chúng ta phải có những cái camera theo dõi ở trong các phòng hỏi cung, phải niêm phong để không cho điều chỉnh, sửa chữa những cái video clip đó và chúng ta phải thực hiện được cái quyền im lặng của người phải vào những cái phòng hỏi cung đó và phải có luật sư đi cùng. Nếu là người nghèo thì phải có những cái luật sư miễn phí và phải có giám định độc lập khi có những công dân chết bất thường ở trong cái trại tạm giữ tạm giam đó. Thưa kỹ sư Đỗ Nam Hải, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam quyết tâm ngăn chặn tất cả mọi hình thức đấu tranh đòi tự do dân chủ nhân quyền ở trong nước, cho dù họ đấu tranh dưới những hình thức ôn hòa nhất, và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã áp dụng mọi hình thức khủng bố để đàn áp tất cả những người đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền. Vậy thì thưa anh, việc đàn áp nhân quyền như thế của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ảnh hưởng như thế nào đối với các nhà đấu tranh cũng như đối với quần chúng nhân dân thưa anh? Theo tôi nghĩ thì để đạt tới một nền dân chủ đích thực cho dân tộc Việt Nam ấy, thì chắc chắn phải có những hy sinh, những tổn thất của các lực lượng dân chủ. Việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đàn áp này bao năm qua không những không làm cho những người đấu tranh dân chủ run sợ mà ngược lại họ càng thấy rằng cần phải quyết tâm hơn nữa, dấn thân hơn nữa, tận tụy hơn nữa để nền dân chủ của dân tộc Việt Nam đến sớm. Bất cứ chế độ độc tài nào trước khi đi tới kết liễu chung thì họ đều có những cái dãy dụa điên cuồng như vậy. Chúng ta phải nhận thức được rằng đấy là cái sự dãy dụa của một cái chết báo trước. Không có lý do gì mà những người đấu tranh đã từng bao nhiêu năm qua từng lên tiếng, từng phải trả giá mà hôm nay lại dừng lại cả. Tôi nghĩ rằng có thể có một thiểu số nào đó chùn bước, nhưng tôi nghĩ rằng đa số vẫn thấy rằng sự đàn áp, sự độc ác của nhà cầm quyền này sử dụng bạo lực đối với những người đấu tranh thì không những không làm cho họ chùn bước mà ngược lại càng củng cố cái quyết tâm cho họ mà thôi. Xin chân thành cảm ơn kỹ sư Đỗ Nam Hải đã dành thời giờ cho đài Đáp Lời Sông Núi. Chúc anh luôn chân cứng đá mềm trong công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền này. Xin cảm ơn anh Thái Hòa và xin cảm ơn quý thính giả đài Đáp Lời Sông Núi đã cho tôi cái cơ hội được phát biểu hôm nay. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh về Việt Nam mỗi ngày từ 9:30 đến 10:00 tối giờ Việt Nam. Trên làn sóng trung bình AM 1503 kilo chu kỳ. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550. Đài phát thanh buổi đầu tiên ngày 15 tháng 5 năm 2011. Chi phí mỗi buổi phát thanh là 500 Mỹ Kim do đồng hương khắp nơi đóng góp. Ủng hộ tài chính xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về PO Box 612882 San Jose, California 95161.
hoặc qua PayPal trong website radiodlsn.com. Đóng góp tài chính được miễn trừ thuế lợi tức, thưa quý vị. Một đất nước mà chỉ toàn dòi bọ lên nắm quyền, rồi múa may trên sân khấu cai trị, thì chuyện ngược đời xảy ra nhan nhản trong xã hội là điều đương nhiên, vì dòi bọ đâu có phải là người mà học cách làm người. Trong tiết mục Chuyện nước non mình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi bài viết có tựa đề Ngược đời của Bùi Minh Hiếu sẽ được quê hương trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay. Một đất nước càng nhiều triệu phú, tỷ phú, càng nhiều công chức tận tụy, càng nhiều tiến sĩ hay cử nhân thì đáng ra đất nước đó càng đáng tự hào. Người dân càng có nhiều công ăn việc làm, đời sống càng sung túc, dễ chịu, văn hóa càng cải thiện, xã hội càng tiến bộ đi lên. Ấy vậy mà ở cái xứ lừa này, mọi thứ lại đang diễn ra ngược lại. Càng nhiều tỷ phú thì đất nước càng tiều tụy, càng nhiều tiến sĩ cử nhân thì càng nhiều người thất nghiệp, văn hóa càng lai căng, càng nhiều công chức thì xã hội càng gian manh tàn ác, càng nhiều đề tài nghiên cứu thì khoa học càng thụt lùi. Xứ lừa hiện đã có vài tỷ phú đô la và hàng ngàn triệu phú cả lộ diện lẫn giấu mặt. Tốc độ giàu lên của họ đôi lúc chỉ tính bằng 10 năm đổ lại với khối tài sản khổng lồ tới cả tỷ đô. Một tốc độ thần kỳ đến nỗi những tỷ phú của thế giới cũng khó mà sánh kịp. Tốc độ đó biến những cuốn sách làm giàu không khó của mấy anh tư bản mà các bạn sinh viên mộng mơ vẫn đang coi là sách gối đầu giường trở thành cực khó và nhảm nhí vô cùng, vì nó quá mất thời gian. Trong phần tiểu sử, các anh đều ghi vào một thời cơ hàng cực khổ. Có anh đi bán mì gói, có anh bán xoài, có anh bán thuốc thú y, trồng rau quả và chạy xe, làm gia sư. Mới đây còn có cả các nghề như làm chổi, nuôi heo, đóng giày. Và rồi bỗng một ngày, các anh ngộ ra cùng một công thức làm giàu, bán đất, bán rừng, hay nói cách khác là bán tài nguyên. Hóa ra, làm giàu không khó là vậy. Đâu cần phải như Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Jeff Bezos, Larry Ellison, Warren Buffett. Mất quá nhiều thời gian và công sức nghiên cứu xây dựng. Các anh cứ chặt rừng, cứ săn đền rồi vay tiền mà xây lên bán cho nhanh. Đâu cần phải đóng góp gì cho phát triển của nhân loại hay đồng hương. Một đất nước với 24.000 tiến sĩ, hàng triệu cử nhân các ngành nghề, hàng vạn đề tài nghiên cứu, nhưng đến cái máy gặt lúa cũng không làm nổi, phải để một anh nông dân chưa học hết lớp 7 tự mày mò sáng chế. Chưa nói đến những nông dân đã tự chế tạo, lắp ráp được cả máy bay, tàu ngầm, xe tăng, mà người ta phải tìm cách cấm để khỏi bị mất mặt. Một đất nước ngoài lạm phát về tiền, còn lạm phát cả cử nhân đến nỗi phải tìm cách xuất khẩu bớt. Độc đáo chưa? Một đất nước với 11 triệu công chức ăn lương, tương đương cứ 40 người phải gánh một anh công chức, và gấp hơn 5 lần số công chức của Hoa Kỳ nơi có hơn 320 triệu dân. Đáng ra mọi thứ thủ tục phải được giải quyết nhanh lắm. Người dân phải được ăn thực phẩm sạch, xã hội phải an toàn. Ấy vậy mà một tờ giấy phải qua tới mấy cái cửa. Kiếm thực phẩm sạch còn khó hơn lên trời. Người đầu độc người, xã hội ngày càng nhiều vụ chém giết mang rợ, giang hồ ngày càng lộng hành, oan sai ngày càng tiếp diễn. Lý do là làm sao? Một đất nước toàn những chuyện ngược đời. Nhìn lên kệ sách của cửa hiệu, tôi thấy vô vàn những cuốn sách dạy làm giàu, nhưng chẳng thấy cuốn nào ghi là dạy làm người cả. Tôi nghĩ, chúng ta cần dạy con cháu mình biết cách làm người trước đã, vì chỉ khi biết làm người rồi, thì cái sự giàu ắt nó sẽ tự tìm đến. Còn nếu chỉ có biết làm giàu nhưng chưa biết làm người thì quả thật là bất hạnh lắm. Tôi cay cay
đêm nghe sắc son nhìn nhau mòn nào, nghe trong núi non thanh âm hờn đau. Mẹ nước Việt tôi sao cứ buồn lâu, có tiếng thép vang của người nông dân nằm dưới bánh xe của người dán trên xuồng. Vừa nghe bài Chỉ xin được làm người do chính tác giả Tuấn Khanh trình bày. Thần phục thiên triều tuyệt đối, kể cả bán nước cho thiên triều, là điều kiện nền tảng trong tương quan giữa Trung Cộng và Việt Nam dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản. Mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi nghe phần bình luận của Việt Nhân với tựa đề Chuyện chỉ thế thôi, sẽ được song thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Phạm Trường Long là Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Cộng, cầm đầu một phái đoàn quân sự cao cấp của Trung Cộng thăm Việt Nam 2 ngày, 18 và 19 tháng 6 năm 2017. Trước khi tới vùng biên giới để gặp Ngô Xuân Lịch là Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Cộng sản trong cái gọi là chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam và Tàu lần thứ tư tại tỉnh Lai Châu Việt Nam và tỉnh Vân Nam Trung Hoa. Tại Hà Nội, Phạm Trường Long được các chức bưu đảng như Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc và Ngô Xuân Lịch tiếp đón. Dư luận ồn lên khi tin được cho là Long khi gặp Lịch ngay buổi đón tiếp đã lặp lại câu nói của Tập Cận Bình hồi năm 2015 lúc trả lời cho tờ The Wall Street Journal rằng các đảo ở Biển Đông thuộc nước Tàu từ thời thượng cổ. Vậy mà tất cả quan chức Ba Đình được ghi nhận là đã không một tuyên bố gì về câu nói sai sự thật đó của Phạm Trường Long. Trước đó 2 ngày, hôm 16 tháng 6, Cục Hải sự Trung Cộng cũng đã ra thông báo rằng giàn khoan Hải Dương 981 sẽ hoạt động ngay gần cửa Vịnh Bắc Bộ trong 3 tháng, từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 9 năm nay. Chuyện đã xảy ra không chỉ bao nhiêu đó, Phạm Trường Long sau khi lặp lại câu nói được cho là tuyên bố cứng rắn về chủ quyền biển đảo đã bất ngờ rời ngay Việt Nam. Báo chí trong nước chỉ đưa tin Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Cộng Phạm Trường Long đã cắt ngắn chuyến thăm và rời Việt Nam vào chiều tối ngày 18 tháng 6 năm 2017. Trung Cộng thăm Việt Nam từ ngày 18 tháng 6, rồi dự trù sẽ cùng Ngô Xuân Lịch đồng chủ trì các hoạt động hữu nghị tại tỉnh Lai Châu và Việt Nam vào ngày 20 tháng 6. Sau các cuộc gặp giữa chấp bù với nhau thì truyền thông trong nước không có một đăng tải nào thêm về hoạt động kế tiếp của Phạm Trường Long theo như dự trù trước đó, mà chỉ có một thông báo ngắn của Bộ Quốc phòng Tàu Cộng viết rằng hoạt động giao lưu hữu nghị kỳ 4 đã bị hủy vì các lý do liên quan tới sắp xếp lịch làm việc. Liệu đây có là như dư luận nhận định, sóng gió đang nổi lên trong mối ngoại giao giữa hai nước không? Còn nhớ vào đầu tháng 7 năm 2015, cũng đúng vào thời điểm Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ để gặp Obama, thì Tàu Cộng đã đem giàn khoan Hải Dương 981 vô sâu hải phận Việt Nam hơn 27 km, nằm ngay cửa Vịnh Bắc Bộ, thuộc thềm lục địa và cũng là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trung Cộng ngang nhiên thăm dò dầu khí trong vòng 2 tháng. Tất cả các tàu bè trên Biển Đông đều bị cấm đến gần giàn khoan Hải Dương 981 trong phạm vi 2 km. Đây là khu vực phía Tàu Cộng vẫn từng kêu gọi hai bên gác qua những tranh chấp để cùng khai thác. Bây giờ, sự xuất hiện trở lại của giàn khoan Hải Dương 981 lần này vào tháng 6 năm 2017, rồi đây cũng sẽ như bao lần trước. Khựa Cộng kéo đến thực hiện xong kế hoạch của chúng là chúng kéo về. Và rồi nhà nước Ba Đình như vẫn thường tuyên bố nào là
kiên trì khéo léo, nào là đấu tranh bằng đường lối hòa bình, vân vân. Đảng Việt Cộng sẽ lại lần nữa khoác lác tuyên bố rằng, trong giải quyết căng thẳng trên Biển Đông, thời gian qua chúng ta đã giành được thắng lợi. Và cũng xin đồng bào đừng lo như mọi lần, nếu có điều gì không mấy êm ả cho cái liên hệ thầy trò, thì là lại có một quan chức cao cấp của Cộng sản Việt Nam sang Bắc Kinh phủ phục dưới chân Tập Hán Dương. Ba Đình thừa kinh nghiệm mà, nhất là Nguyễn Phú Trọng đã biết thế nào bị Thiên Triều đối xử ghẻ lạnh sau vụ để dân biểu tình chống Giàn Khoan vào tháng 5 năm 2014. Mãi một năm sau, vào tháng 4 năm 2015, trong chuyến thăm Tàu Cộng, Trọng mới vui trở lại khi được đi bên cạnh Tập Hán Dương, được tập cho ngồi trong đại sảnh đường nhân dân, được đi trên thảm đỏ, được nghe 21 phát đại bác, được duyệt hàng quân danh dự. Nên nếu một ai đó suy diễn là Ba Đình đã vì có lời nói làm phật lòng mà khách bỏ về, thì đúng là không biết gì về thầy trò bốn tốt 16 vàng. Giàn Khoan Hải Dương 981 còn được xem làm thước đo sự vân phục của Ba Đình với Thiên Triều. Nay nhìn nó trên Biển Đông đã quen mắt, cắm ngay cửa vịnh Bắc Bộ các tuần rồi, mà dân xã Nghĩa vẫn im lặng. Nên chuyện khách không phí thì giờ đã đến và đã nói xong thì đi về. Còn cái câu khách nói mà dư luận cho là xác định chủ quyền biển đảo, cái câu đó đã nghe quen tai rồi. Dư luận muốn Ba Đình lên tiếng, nếu có thì cũng vẫn từng đó chữ mà thôi. Xin nhìn thực trạng đất đai trong nội địa và cư dân Tàu đang cư trú thì thấy có cần rỗi hơi để yêu cầu Đảng Việt Cộng coi lại chủ quyền của dân tộc không? Chuyện chỉ thế thôi, cái lấn lướt của thầy, cái nhúng nhường của trò là cái đã không còn che đậy. Việc cần làm hiện nay với lũ Ba Đình là vét nhanh, vọt lẹ, chợ đã chiều rồi. Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Nguyễn Trung Linh, bị bắt ngày 14 tháng 4 năm 2015. Hiện đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm với bản án 3 năm rưỡi tù giam. Vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực và tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 9:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc dlsn@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860, ủng hộ tài chính xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về địa chỉ đài hoặc qua PayPal trong website radiodlsn.com. Đóng góp tài chính được miễn trừ thuế lợi tức. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt. Thank you.